Dạ, xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Và xem kênh bấm một cái nút đăng ký phía bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Và hôm nay lên cho bà con mình một con Isuzu 98 thủy đã qua sử dụng, cốt ếch tăng đa hơi chuẩn, nắp lóc không nước bể và giá có 31 triệu thôi. Giá rẻ cực kỳ, có sẵn hộp số luôn rồi nha cô chú anh chị. Mời bà con xem clip ngày hôm nay, mời cô chú anh chị. Giới thiệu cô chú anh chị mình một bé Isuzu lồng 98. Và con này thì tình trạng đã qua sử dụng. Dạ, cốt ếch hơi chuẩn, bao nắp lóc không nước bể cho cô chú anh chị mình. Con này nó sử dụng healthy nha bà con, giá có 31 triệu thôi. Nó có sẵn hộp số Nico 26 2 tuổi rưỡi cho bà con mình luôn. Đầu nước ngọt em nó có nha cô chú anh chị, dynamo có luôn. Nước sơn thì để nguyên về bán cho cô chú anh chị. Giờ muốn sơn phết thì em sơn phết cho bà con. Giá công bố trước cho cô chú anh chị thì em này chỉ có 31 triệu thôi bà con. Isuzu C330 lồng 98 ly máy thủy động cơ nha cô chú anh chị. Máy Nhật 701662. Con này giá chỉ 31 triệu nha. Cộng với chi phí cho nó luôn. Cô chú anh chị có nhu cầu thì liên hệ hoặc đến trực tiếp chợ Đồng Phú, Vĩnh Long để xem và test máy giúp em. 4 máy. Cầm cò bên trong nè cô chú anh chị. Này. Dễ thương cực kỳ nha. Sạch sẽ. 31 triệu thôi. Chuẩn bị là clip test nổ của Isuzu lồng 98 cho cô chú anh chị. Có sẵn cái đầu báo nhớt luôn nè. Xem là test nổ cho bà con. 98 ly. Lóc clip còn đẹp cực kỳ. Slap dễ thương luôn. Và đây là cần ga nè. Và cần tắc nằm ở trên. Chỉ 31 triệu nha bà con. Chuyên cảnh có sẵn. Rồi ai có nhu cầu sử dụng bé này đến trực tiếp xem giùm em. Chỉ 31 triệu thôi. Bao cốt ếch hay chuẩn. Rồi bà con. Ông anh em là tóc muối tiêu rồi đó bà con. Tóc muối tiêu mà muối nhiều tiêu rồi. Test nổ cho bà con mình Isuzu lồng 98 ly thủy động cơ Isuzu C330. Tình trạng máy thì con này đã qua sử dụng. Đây, thời áo một lịch sử vui không anh? Vui 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 cho đến vui cho. Lại có chân trời ơi. Thôi thôi rồi rồi. Cho lên được bà con. Cốt bao hết không? Được. Cốt là sao? Cốt sao vậy anh? Hết luôn không? Bao cốt hết luôn bà con. Bao cốt hết thôi chuẩn. Bao nắp lóc. Trời ơi. Trời quá chuẩn. Ok, keo ti nha bà con. Cái số luôn nhiêu? 31 triệu nha cô chú anh chị. Isuzu C330 thủy động cơ. Ủa test số luôn. Nico 26. Ok. Có đầu nước ngọt luôn. Quyếu. Dynamo sạc có luôn. Chơi. Quyếu em. Hoàn thành luôn một bé này cho bà con. Isuzu C330 lồng 98 ly. Dạ, và hẹn gặp lại bà con vào những cái video tiếp theo. Hẹn gặp lại cô chú anh chị. Dạ, xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nhé. Vừa ý bé này, alo cho em hoặc đến trực tiếp chợ Đồng Phú Vĩnh Long để xem và test máy. Cảm ơn bà con. Tạm biệt, hẹn gặp lại vào 5 giờ chiều ngày mai nha. Bye bye.